Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Huấn Audio làm cái video này, em quay cho anh em xem chiếc loa Coda, một trong những con đời đầu làm như thế nào. Con này thì anh em nào mà đã dùng Coda thì biết chất âm rất tốt. Đây là chiếc loa Bát 25 mà anh em xem họ làm thùng rất to, mà cái ở trong này này, cái bông của họ nhá, họ nét đặc cả cái thùng này luôn. Đây nên nó không có tiếng ù ì của trống. Đó, đây là chiếc bông bên trong. Và đây là hệ thống loa, bốn loa, chắc là con này bốn loa ba đường tiếng. Con này có bốn loa ba đường tiếng, một bát 25 này, một trung 10, một trung 6 và một tép. Đây là cái này nào làm hệ thống bốn đường tiếng như thế. Đây là Coda mọi người nhé. Con này ông anh mua từ năm 1996 ở ngoài cửa biển Cửa Lò. Anh em có thể tham khảo cách dựng loa này nhé. Và đây là em sẽ cho anh em xem luôn để dựng, và em đo kích thước cho anh em xem luôn nhé, để các bác nào muốn tự đóng theo kiểu Coda. Đây anh em này, chiều ngang của thùng là 35 này, 35 nhé. Chiều cao, à chiều sâu của thùng là 24. Chiều sâu 24 và chiều cao là 72. Đây là kết cấu của Coda. Và anh em đây là thống bát 25 này. Bát 25 nhé. Bát 25, quét 23 thôi. Quét 235 là được. Trung 10 nó thuộc trung 12 đấy. Quét 10 là trung 12. Ở đây họ làm trung này là thêm một trung 6 nữa này. Và một tép này, tép đon thì tầm 10 10 11 12 anh được, không quan trọng tép đon. Anh em xem họ trong nhá, họ không cần là phải phân nhiều ngách vách đâu, họ thì tống đầy đầy kín đặc cái mút ở đây là xong. Tiếng trống con này lúc mà đánh lên mình cực kỳ thích luôn, nó thật lòng điều đó. Vì nó đã được giảm hết cái tạp âm đi rồi. Mặc dù chiếc bát này là bát tàu, không phải là loại xịn nữa mọi người nhá, chỉ là bát bình thường, không có gì ghê gớm cả. Đấy, con này côn rất nhỏ thôi. Con này thì côn côn 27 hay côn 29 ấy, không không chưa chưa tháo chưa biết, côn rất nhỏ. Bát 25 của Coda. Con này hàng Trung Quốc đời đầu. Con này niên đại hơn 25 nên anh đã quyết định nhờ mình là đặt thùng và sang lại cái thùng khác cho anh ấy. Dây dợ phân tần nó cũng ngày xưa nằm nhỏ tí như sợi tóc và phải thay lại hết. Đây em sẽ vứt ra để em xem cái phân tần của nó nhé. Đây, em chưa xem phân tần của con này. Phân tần này vẫn sống, em chỉ thay dây thôi. Rất là tuyệt, rất là nhiều bông. Được cái phân tần là khá, cũng khá đấy. Đấy anh em xem đây, phân tần đấy cũng khá, có hai quận cảm, ba quận cảm. Em cũng chờ nó chưa xong, chưa đọc được của tầng phân tần Hoa Đa có model là 6683. Nó rất đấu, đấu rất đơn giản nhưng con này tiếng rất tốt đấy. Anh em có thể nghiên cứu và học theo cách này nhá. Kích thước em đã đo báo rồi và tiện thể có thì em báo cho anh em cách dựng thùng này, và xin cảm ơn mọi người.